Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 21, bất ngờ. Lâm Di Thêu đến lúc rất khuya mới đi ngủ, hôm sau tỉnh lại thì mắt cay xè. Linh lung vội vàng đi đun trà hoa cúc ngâm thêm kỷ tử. Uống trà xong, lại dùng khăn tay bọc xác hoa cúc đắp lên mắt. Lâm Di mới thấy dễ chịu hơn. Sau khi dùng bữa sáng, Lâm Di đến phòng trưởng bối tỉnh An. Nhị lão thái thái Đồng thị vẫn tươi cười như ngày thường tựa như không để để bụng chuyện Lâm Di đến Lâm gia, Lâm Phương ngồi bên cạnh thì không được vui vẻ mấy. Lâm Phương không muốn Lâm Di được trưởng bối Lâm gia yêu thích nhưng cũng không muốn Lâm gia và Trần gia xảy ra hiềm khích. Sự kiện lần này đều do Lâm Di mà ra, nhưng nhỡ đâu liên lụy đến cả nàng ta dù sao bọn họ cũng đều là con gái nhà họ Trần. Một lát sau có nha hoàn cầm thư bước vào phòng. Lâm Phương dướn cổ lên nhìn, nha hoàn thưa, là thư gửi cho lục tiểu thư. Thư của nàng, Lâm Di đặt chén trà trong tay xuống bàn, bảo Linh Lung đến nhận hộp thư. Mở hộp ra, nàng chỉ liếc mắt qua góc trái bìa thư thì liền biết người gửi là ai. Tề tam tiểu thư, Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn về phía nhị lão thái thái đồng thị, là tề tam tiểu thư cháu gặp ở Lâm Gia à. Chưa gì mà đã kết giao được với tiểu thư trong kinh thành. Nhị lão thái thái chăm chú nhìn Lâm Di một thoáng, sau đó nở nụ cười hiền từ, nếu là tiểu thư dòng dõi thư hương thì qua lại nhiều một chút cũng tốt. Lâm Phương nở nụ cười tươi tắn tựa gió xuân đầu tiên từ khi bước vào phòng đến giờ, cháu đã gặp tiểu thư tề ra mấy lần, tính cách rất dễ gần, lần trước tề tam tiểu thư còn tặng cháu một chuỗi ngọc nữa. Của nàng ta là một chuỗi ngọc, trong khi Lâm Di chỉ nhận được một lá thư mà thôi. Tiểu thư khuê các thư từ qua lại nội dung cũng không có gì nhiều, chỉ là hỏi thăm sở thích của Lâm Di với ngỏ ý mời nàng rảnh thì đến chơi thôi. Lâm Di gửi thư hồi âm cho hai vị tiểu thư tề ra kèm theo mỗi người một cái túi thơm, hương liệu trong túi đều do tự tay nàng làm rất nhanh sau đó tề tam tiểu thư liền gửi thư hỏi lâm di cách làm túi thơm lâm di dùng gỗ hoàng đàn đẽo theo hình dáng khóa lỗ ban làm túi thơm sau đó dùng chỉ theo ngũ sắc quấn phần mép lại thắt thành một cái kết bách phúc cuối cùng nhét hương liệu vào trong hương liệu được chế từ hoa đào hạnh hoa và nước mưa mùi thơm vừa ngọt ngào vừa thanh tao người khéo tay còn có thể tháo các nút thắt lấy khóa lỗ ban ra chơi lúc rảnh rỗi mà càng thú vị hơn là, bốn mặt khóa lỗ ban này là bốn hình khác nhau, xếp ra được hình dáng nào thì túi thơm cũng sẽ thay hình đổi dạng theo. Đường từ Phúc Ninh đến kinh thành mất gần mấy tháng, Lâm Di ngồi xe lâu nên buồn chán, ngoài đọc sách thì thường hay mày mò đủ kiểu khóa lỗ ban. Nhờ vậy nàng mới nảy ra sáng kiến chế khóa lỗ ban thành túi thơm đeo bên người, lần nào mày mò tay nàng cũng dính đầy hương liệu. Tề Tam Tiểu Thư và Tề Ngũ Tiểu Thư dựa theo hướng dẫn của Lâm Di Tháo nút thắt ra, kết quả loay hoay mãi vẫn không thắt trở lại thành nút kết được. Dù các cạnh khóa lỗ ban đều có đục lỗ để luồn chỉ, nhưng đống lỗ này lại như mê cung, sỏ một hồi mà vẫn không thể nào sỏ ra được hình dáng ban đầu. Cũng không thể gửi về Trần Gia Cầu xin Trần Lục Tiểu Thư thắt lại hộ. Hai vị Tiểu Thư còn đang ủ rũ thì thu cúc vén rèm tiến vào báo, thưa nhị ra đến rồi à? thế là tề nhị gia chưa kịp phản ứng liền bị hai muội muội kéo vào tề đại tài tử mau tới giúp đỡ đi tề nhị gia liếc nhìn vật trên bàn vừa là túi thơm cho phụ nữ và trẻ em dùng vừa là khóa lỗ ban là do ai làm vậy tề nhị gia thử mấy lần nhưng vẫn luôn nhầm chỗ nào đấy có thời gian suy nghĩ lắp lại khóa lỗ ban thì chắc sẽ được nhìn ca ca trao mày tề tam tiểu thư bật cười thành tiếng ca ca đường đường là đấng mày dâu mà lại không bằng một vị quần thoa kia. Nghe thấy câu khiến người khác nhột xương sườn này, có nam tử nào muốn chịu thua chứ? Đã quen bị muội muội trêu đùa nên tề nhị ra cũng không để bụng, ngồi thêm một lúc thì trở về thư phòng. Rất nhanh sau đó tề tam tiểu thư liền cho nha hoàn của mình mang khóa lỗ ban đến thư phòng. Tuyết nhạn nhỏ giọng thưa, tam tiểu thư có nói, xin nhị ra tận tâm giúp đỡ, sắp tới tam tiểu thư và ngũ tiểu thư ra ngoài còn muốn đeo nó bên người à? Hai muội muội này ngày thường luôn thân cận với tề nhị gia, có được đồ chơi thú vị liền nghĩ tới ca ca đầu tiên, đây là sợ tiên sinh giao bài tập quá ít hay sao vậy? Tề nhị gia vốn không muốn để ý tới, dẫu gì mấy tháng nữa là đến kỳ thi hương rồi, nhưng trong lúc đọc sách y lại cứ lơ đãng liếc mắt đến trên bàn. Chỉ là một món đồ chơi, không lý nào lại làm khó được y. Tề nhị ra bất giác bỏ sách xuống. Thêm mấy ngày nữa trôi qua, Lâm Phương đã vẽ xong bức tranh quan âm ngồi trên đài sen, mời mọi người ở Trần Gia đến chiêm ngưỡng. Lâm Di Nhân đó được gặp nhị thái thái Điền Thị rất ít lộ diện. Điền Thị mặc váy lụa màu xanh nhạt, tóc búi tròn sau ót, trang sức chỉ có vài cây châm ngọc bích, phục sức đơn giản nhưng làm nổi bật khí chất tao nhã, cộng thêm nốt ruồi đỏ như chu sa nơi ấn đường khiến thị đẹp như một đóa hoa vừa nở rộ. Lâm Phương thừa hưởng vẻ ngoài xinh đẹp của Điền Thị nhưng lại không có được khí chất tao nhã trời sinh kia. Lâm Phương chỉ vào thị tùng trên bức tranh, cháu cố tình vẽ thêm hai thị tùng hầu hạ bên cạnh mẹ. Nói sao thì Lâm Phương cũng là một tài nữ tinh thông cầm kỳ thi họa, vẽ cái gì cũng đẹp, vẽ tranh quan âm hợp ý huệ hòa quận chúa, quận chúa nhất định sẽ thích nhị lão thái thái đồng thị gật đầu cười. Lâm Phương nép vào lòng điền thị, cháu thường ở cạnh quan âm, tất nhiên sẽ học được vài câu kinh Phật. Không được lấy quan âm đại sĩ ra nói đùa. Điền thị nghiêm mặt gian dậy, nhưng vẫn không che được ý cười nơi đáy mắt. Lâm Phương lập tức mượn câu này làm nũng với nhị lão thái thái đồng thị, tổ mẫu xem mẹ cháu kìa, mẹ luôn hiền từ dịu dàng với người khác, chỉ với mình cháu thì lại nghiêm khắc như vậy nhị lão thái thái đồng thị cười nói lớn đầu rồi còn nhõng nhẽo không sợ lục muội muội nhìn thấy sẽ cười cháu à chưa kể mẹ cháu mà không nghiêm khắc thì sẽ nuôi cháu thành một con khỉ mất tới phủ quận chúa chớ để bị người ta đánh về nguyên hình đấy lâm phương đắc ý nhìn về phía lâm di lục muội muội mau nói hộ ta vài lời đi nào lâm di mỉm cười nhìn lâm phương muội còn bận suy nghĩ xem tứ tỷ có điểm nào tốt để nói đỡ hổ, nhưng... Lâm Phương sụ mặt, ngay cả lục muội muội cũng hùa vào bêu xấu ta. Diễn kịch mãi Lâm Phương vẫn không thấy mệt, cuối cùng còn thân mật nắm tay Lâm Di, lục muội muội, có cơ hội ta sẽ dẫn muội cùng đến phủ quận chúa một chuyến. Vườn hoa của trịnh gia nổi tiếng là đẹp, ngay cả thánh thượng cũng từng khen ngợi đấy. Lâm Di cười cười, muội hiểu ít lễ nghi, không tiện đến những chỗ như vậy. Có ta ở đây muội còn sợ cái gì, ta có thể không để ý bản thân nhưng chắc chắn sẽ trông chừng muội. Nói cứ như nàng sẽ có cơ hội đi thật vậy. Hôm đó tính chúc theo giờ hẹn đến chỗ Lâm Di, để Lâm Di dạy mình cách theo hai mặt như thường lệ, rất trễ mới rời đi. Lâm Di cũng gần cuối giờ tuất mới hoàn tất món đồ thêu trên tay. Sáng hôm sau, Lâm Di vốn định ngủ nướng thêm một lát, Song ngoài cửa chợt vọng vào tiếng bà tử đến truyền lời, "Phiền các cô nương gọi Lục tiểu thư dậy, lão thái thái đã cố ý dặn nhà bếp làm cơm sớm một chút." Điền thị và Lâm Phương phải đến phủ quận chúa, dĩ nhiên bữa sáng sẽ được dọn sớm hơn mọi ngày. Lâm Di nhanh nhẹn rời giường đi thỉnh an nghị lão thái thái. Hôm nay Lâm Phương mặc áo lụa thêu hoa tường sáu màu vàng nhạt, áo khoác bằng sa mỏng màu xanh, váy xếp nếp màu hồng, tóc búi kiểu phi tiên tay đeo vòng ngọc phỉ thúy, châm hồ điệp trên đầu đập cánh theo mỗi bước chân. Nhị lão thái thái đồng thị dặn dò Lâm Phương mấy lời như đừng quên lễ tiếp này nọ, khi hành lễ phải theo đúng phẩm cấp lớn nhỏ mà làm, sau đó Lâm Phương tươi cười theo điền thị ra ngoài. Đưa Lâm Phương đi xong, Lâm Di vừa định đứng dậy trở về phòng thì đồng mama dẫn bạch ma hầu hạ bên cạnh lão thái thái chi chính vào nhà. Bạch ma ma thỉnh an nhị lão thái thái rồi thưa, lão thái thái chúng tôi chuẩn bị ra ngoài làm khách một chuyến nên bảo tôi tới gọi tứ tiểu thư và lục tiểu thư đi cùng nhị lão thái thái đồng thị giật mình tứ nha đầu đã cùng nhị thái thái ra ngoài rồi bạch ma ma không khỏi lo lắng sao lại trùng hợp như vậy lão thái thái chúng tôi vốn không định đi nhưng người ta cứ nài nỉ mãi thành ra không thể không đi vừa nói bà vừa nhìn về phía lâm di thở phào may mà vẫn còn lục tiểu thư ở đây nhị lão thái thái không tiện lên tiếng hỏi nên đồng ma ma mở miệng trước hôm nay lão thái thái chi chính định đi đâu vậy bạch ma ma cười nói nếu là chỗ khác thì còn từ chối được đằng này lại do trịnh gia mời trịnh gia trịnh gia nào chẳng lẽ là trịnh gia nhà chồng của nhị lão thái thái kinh ngạc hỏi lại là huệ hòa quận chúa bạch ma ma cười gật đầu thưa phải Lâm Di liền cảm giác được một ánh mắt sắc bén bắn về phía nàng. Trong phòng bỗng trở nên im ắng. Trùng hợp thật, đồng ma ma trao đổi ánh mắt với nhị lão thái thái, nhị thái thái và tứ tiểu thư cũng đến trịnh ra đấy. Bạch ma ma sửng sốt kêu lên, thì ra huệ hòa quận chúa đã mời nhị thái thái và tứ tiểu thư. Bà dừng một thoáng, lão thái thái chúng tôi không biết. Nhị lão thái thái bình tĩnh đưa mắt nhìn bạch ma ma, nhị thái thái và lâm phương chỉ vừa đi thôi, đi ngay không chừng sẽ gặp nhau ở trước cửa phủ trịnh gia. Vừa nói bà vừa quay sang nhìn lâm di, cháu mau thay đồ rồi đi cùng lão thái thái chi chính. Bây giờ lâm di mới hiểu được, vội vã dặn linh lung, mau đi là cho ta một bộ quần áo. Bạch ma ma cười nói, vậy nô tỳ xin trở về báo cho lão thái thái biết, một lát nữa sẽ cho xe ngựa đến đón lục tiểu thư. Bạch ma ma cáo lui, Lâm Di cũng trở về phòng thay đồ, bấy giờ mặt nhị lão thái thái mới biến sắc, run rẩy nhìn về phía Đồng mama, đây rõ ràng là lão thái thái chi chính cố tình sắp xếp sẵn. Nếu đã nhận được thiệp mời sao còn che giấu, chờ đến phút cuối mới để Bạch ma tới gọi tứ nha đầu và lục nha đầu. Lão thái thái chi chính đúng là một con hổ mặt cười, chuyên bày sẵn chiêu trò nham hiểm sau lưng người khác. Tại sao không có ai tới báo cho chúng ta biết Đồng thị nhíu mày, Thính Lan là nha đầu bên cạnh lão thái thái chi chính, chẳng gì giấu được tai mắt nàng ta. Đồng ma ma khom người nói, có lẽ do sơ suất, dù sao mấy năm nay lão thái thái chi chính cũng rất ít khi ra ngoài dự tiệc. Giờ thì hay rồi, cùng là trần gia lại phân ra đi trước đi sau, bất cần liền sẽ bị người khác nắm thóp. Đồng ma ma thấp giọng hỏi, trước mắt nên làm gì mới ổn ạ? À? Chỉ là một bữa tiệc, còn có thể làm gì cản được cản lão thái thái chi chính muốn dẫn lâm di đi sao có điều lâm phương ăn vận tỉ mỉ trước khi ra ngoài còn đổi một đôi giày nạm ngọc nếu để lâm di ăn mặc kém cỏi ra ngoài người khác nhìn thấy sẽ cho rằng bà ta khắt khe với gia đình lão tam vốn một lòng muốn nâng lâm phương lên cao vậy mà lão thái thái chi chính lại ngay lúc này khiến bà ta khó chịu đưa cái áo tơ màu hồng đào mới may cho Lâm Phương tới chỗ lục nha đầu đi. Vốn chuẩn bị cho Lâm Phương, nào ngờ cuối cùng lại là Lâm Di được lợi. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm thế, tính ra thì cũng tại Lâm Phương ăn mặc quá chăm chút thôi. Nhị lão thái thái bực bội nói thêm, đi thăm dò xem có phải là lục nha đầu hùa với lão thái thái chi chính giờ trò hay không. Nếu thật là vậy thì sau này đừng trách sao bà ta không khách khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 22, làm khách. Trong phòng Lâm Di đã loạn cả lên, Tam thái thái Tiêu thị nghe tin cũng vội vàng chạy tới. Đàm Mama và Tiêu thị hai người quay tới quay lui trong phòng chọn trang sức, cái nào đẹp đều lấy cả ra, món bằng vàng món bằng ngọc chất thành đống trước mặt Lâm Di. Lúc còn ở Phúc Ninh, bọn họ chưa từng tham gia bữa tiệc nào long trọng như vậy. Tiêu Thị cũng không biết phải chuẩn bị thế nào mới thỏa đáng, cho nên vừa chọn y phục vừa than thở. Phải chi biết tin sớm hơn thì đã tìm thợ may cho con một bộ kiểu mùa xuân rồi. Cuối cùng khi nhìn thấy chiếc áo tơ màu hồng đào được đồng Mama đưa tới, Tiêu Thị quyết định chọn bộ váy hồng nhạt thêu hoa sen xanh cho Lâm Di mặc. Nhớ tới kiểu tóc phi tiên của Lâm Phương, bà cũng định búi cho Lâm Di một kiểu tương tự nhưng Lâm Di lại bảo chỉ cần trải búi tóc đan loa bình thường là được sau đó quấn thêm một chuỗi ngọc mảnh màu hồng đào quanh búi tóc. Bận rộn một hồi, bên ngoài có bà tử vào thưa, người bên chi chính đến đón lục tiểu thư à. Tiêu thị nghe vậy mới chịu tiễn lâm di ra ngoài, tận mắt nhìn nàng lên xe mới thôi. Trên đường trở vào bà bỗng hối hận, quên đổi đôi giày thêu gấm tứ xuyên cho lâm di mất rồi. Đồng ma ma thấy rõ mọi chuyện, trở về kể lại cho nhị lão thái thái nghe, nhìn qua thì dường như cả nhà tam thái thái cũng chẳng hay biết. Bằng không đã không luống cuống như vậy. Nhị lão thái thái đặt chuỗi Phật trong tay xuống trên bàn, bà già của chi chính có tính toán gì đây? Tính toán chuyện gì cũng chỉ có lão thái thái chi chính biết. Thành công cho nhị lão thái thái đồng thị một vố, lão thái thái chi chính cũng cảm thấy khoan khoái, nhất là dáng vẻ lén lút nhìn vào trong xe của đồng ma ma khi nãy mặt lấm lét như một con chuột chui rúc nơi cống rãnh. Lão Thái Thái Chi chính càng nhìn Lâm Di càng thấy thích. Lúc ở Lâm Gia Lục Nha Đầu đã biểu hiện rất có chi khí, lần này còn chững chạc hơn, ngay cả nhị Lão Thái Thái cũng bị lừa. Một cô bé mới 13 tuổi mà có thể cáng đáng được như vậy thật sự không hề dễ dàng. Lễ vật chuẩn bị xong rồi chứ? Lão Thái Thái Chi chính cười hỏi. Lâm Di gật đầu, lấy cây quạt tròn có thêu hai mặt ra cho lão thái thái chi chính xem. Mấy ngày nay có Thính Trúc hỗ trợ nên rốt cuộc nàng cũng thêu xong. Mỗi lần trở về từ chỗ lục nha đầu, thính trúc cũng không nói nhiều tới món quà này. Bây giờ nhìn kỹ mới nhận ra hoa văn trên quạt được thêu hai mặt. Mặt trước là cảnh sắc liễu rũ oanh hót, mặt sau là kinh văn cầu phúc. Trong kinh thịnh hành kiểu quạt tròn, nhưng quanh quần lại cũng chỉ mấy kiểu mặt quạt bằng sa mỏng hoặc là lụa hoa nhiều màu, mới đầu sẽ thấy nhẹ nhàng, đẹp đẽ, nhưng mãi rồi cũng thấy nhàm. Kiểu mặt quạt thêu hai mặt tinh xảo rồi bo phần viền màu xanh như vậy, không những đẹp mà còn có trang nhã. Thời tiết dần trở nóng, trong tay nữ quyến không thể thiếu cây quạt, cây quạt này mà nằm trong tay quận chúa, nhất định sẽ khiến người khác chú ý. Lão Thái Thái Chi chính cười nói, cũng nhờ cháu thông minh nghĩ ra thời gian không nhiều nên nàng cũng chỉ làm được món đồ nho nhỏ thế này. Xe ngựa dừng lại trước cửa thủy hoa của trịnh phủ, nha hoàn bà tử đón khách tiến lên đỡ lão thái thái chi chính và lâm di xuống xe. Hạ nhân nhanh nhẹn báo ra thân phận của lão thái thái chi chính, nha hoàn bà tử liền dối giết hành lễ. Trịnh gia làm tiệc lớn nên tiền viện và hậu viện đều mời khách, hậu viện do con gái và con dâu của trịnh chị gia chịu trách nhiệm đón khách lão thái thái chi chính lớn tuổi nên trịnh nhị thái thái đích thân ra đón. Trịnh nhị thái thái bước tới hành lễ với lão thái thái chi chính, cuối cùng thì lão tổ tông cũng tới rồi, lão phu nhân chúng tôi nghe nói ngài sẽ tới nên đã hỏi mấy lần rồi. Lão thái thái chi chính cười hỏi, lão tỷ tỷ có khỏe không? Trịnh nhị thái thái cúi người đáp, nhờ phúc của người, vẫn còn nhanh nhẹn lắm ạ à? lão thái thái chi chính lý thị và trịnh lão phu nhân chu thị vốn là tỉ muội thông gia thân thiết lý gia và chu gia từng có quan hệ thông gia con gái lý gia gả cho con trai thứ hai của trịnh lão phu nhân không ngờ nàng dâu kia phúc bạc vừa vào cửa một năm thì qua đời trịnh lão phu nhân thật lòng yêu thích đứa con dâu này nên cũng vì vậy mà bệnh nặng một trận một năm sau trịnh nhị lão gia mới cưới trịnh nhị thái thái làm vợ kế trước khi đến trịnh gia lâm di cũng đã hỏi thăm qua nhưng cũng chỉ là mấy chuyện ngoài mặt mà thôi ở trước mặt lão thái thái chi chính trịnh nhị thái thái luôn cẩn thận không dám thất lễ theo lý thì với cấp bậc của trịnh gia trịnh nhị thái thái không cần phải vậy xem ra trịnh lão phu nhân rất coi trọng người bạn thời son rỗi này có điều vì sao mà bình thường lão thái thái chi chính không hề qua lại gì mấy với trịnh gia vị này là trịnh nhị thái thái cười tươi hơn lục tiểu thư phải không lão thái thái chi chính nói con gái của lão tam lâm di chỉnh trang phục rồi hành lễ với trịnh nhị thái thái so với trần tứ tiểu thư lúc nãy vị trần lục tiểu thư này trông điểm đạm thong rong hơn nhiều ăn mặc cũng vừa đủ chứ không quá khoa trương phong thái nhẹ nhàng tự nhiên khiến người khác yêu thích lâm di đi theo lão thái thái chi chính vào phòng khách Hai bà cháu mới tới gần cửa đã nghe thấy một giọng nữ trong trẻo. Bá tổ mẫu thường nhắc tới lão phu nhân với cháu. Bá tổ mẫu nói lão phu nhân thích dùng trà Long Tĩnh được hái sau tiết Cốc Vũ. Cốc Vũ, một trong 24 tiết khí trong năm, thường bắt đầu vào 19 đến 20 tháng 4 dương lịch. Một giọng nói hiền từ đáp lại, "Đứa bé ngoan, vậy mà cháu cũng nhớ được." Khéo mồm khéo miệng trước mặt người khác như vậy thì chỉ có mình Lâm Phương thôi rèm thủy tinh được vén lên, quả nhiên Lâm Di nhìn thấy ngay Lâm Phương đang cười rạng rỡ có điều nụ cười này liền biến thành sừng sốt ngay khi nàng và lão thái thái chi chính bước vào phòng. Hẳn Lâm Phương không thể ngờ sẽ nhìn thấy nàng ở đây. Lão thái thái chi chính ngồi xuống một bên, Lâm Phương mới hồi thần, lập tức đứng dậy đi tới đứng cạnh lão thái thái chi chính. Mọi người chào hỏi lẫn nhau rồi bắt đầu hàn huyên ngồi trên chiếc ghế dựa bằng gỗ tử đàn sáng bóng. Trịnh lão phu nhân gần như là đứng bật dậy kéo lão thái thái chi chính lại gần để hỏi han. Lâm Phương đứng cạnh đó liên tục nháy mắt với Lâm Di nhưng Lâm Di vẫn làm như không thấy. Một lát sau, một người phụ nữ người mặc áo gấm tứ xuyên màu vàng nhạt, đầu mang trang sức giữ tóc bằng ngọc tạc hình quan âm khảm vàng, cài châm vàng chạm trổ hoa mẫu đơn và bộ dao hình phượng hoàng dương cánh bằng hồng ngọc trên khuôn mặt hơi gầy điểm một nụ cười mỉm chính là huệ hòa quận chúa, huệ hòa quận chúa và trần nhị thái thái tuổi tác sắp xỉ, chẳng qua điển thị hàng năm giới nghiêm chuyện ăn uống nên da rẻ và nước tóc không bóng bẩy bằng, cho nên nhìn qua đứng tuổi hơn huệ hòa quận chúa một chút. lễ tiết xong xuôi, các phu nhân thái thái ngồi xuống nói chuyện. lâm phương vốn định bám dính lão thái thái chi chính và điển thị, nhưng thấy lâm di ra ngoài cùng với hai vị tiểu thư tề gia. Nàng ta cũng chỉ đành đi theo. Hai tiểu thư Tề ra nhìn thấy Lâm Di liền hỏi thăm chuyện túi thơm, muội nhìn xem cái kết bách phúc này tết có đúng không? Lâm Di vừa nhận lấy túi thơm, Tề Tam tiểu thư đã nóng vội nói, thì ra là muội cố ý đục thật nhiều lỗ, chứ thật ra thì không cần luồn dây qua toàn bộ các lỗ cũng tết lại được. Nghe Tề Tam tiểu thư nói vậy, các tiểu thư gần đó cũng súm lại xem lâm di cẩn thận xem xét cái túi thơm cách tết hơi khác với nàng nhưng vẫn có thể bao chặt khóa lỗ ban so với cách của nàng thì cách này đơn giản hơn thảo nào không cần luồn dây qua tất cả các lỗ lúc trước nàng không nghĩ ra cách này tốt hơn cách của muội lâm di tháo tất cả nút thắt ra rồi tết lại toàn bộ các lỗ hồng đều được luồn qua tề tam tiểu thư nhìn không chớp mắt nếu là ta và muội muội thì làm gì tết được như vậy thật ra thì có mẹo cả cái này tề ngũ tiểu thư ho khan một tiếng tề tam tiểu thư liền im bặt thân mật kéo tay lâm di muội muội mau dạy ta cách làm đi ta muốn làm thêm vài cái nữa các tiểu thư liền súm lại chờ nghe lâm di giảng giải cách làm thêm một lần nữa tất cả đều thấy thú vị tranh nhau xem xét cái khóa lỗ ban bên trong túi hương từ trước tới giờ chư vị tiểu thư tụ tập không thi làm thơ thì sẽ thi vẽ tranh đó mới là sở trường của Lâm Phương. Bây giờ ai cũng đòi xem túi hương của Lâm Di, Lâm Phương đứng một bên cũng chẳng nói xen vào nổi, không khỏi cau mày. Vốn là một yến hội tao nhã nhưng lại bị mấy thứ đồ chơi linh tinh kia của Lâm Di làm hỏng. May vẫn còn vài người không hứng thú với túi hương. Lâm Phương vừa đề nghị mở hội thi thơ thì bên tai truyền tới một giọng nói lành lạnh. Hai người chẳng phải đều là tiểu thư trần gia sao? lâm phương không trả lời hai người kia liền đi tới chỗ khác lâm di theo tiếng nhìn qua là một vị tiểu thư mặc váy màu cam nhạt và một vị tiểu thư váy xanh tách nhóm đi chỗ khác không cần để ý tới bọn họ tề tam tiểu thư mỉm cười nói nhỏ bên tai lâm di đó là hai tiểu thư nhà ngự sử vô cùng kiêu ngạo lần trước phụ thân chúng ta bị ngự sử vạch tội hai người đó nhìn thấy ta và muội muội mà cứ như là gặp tội nhân vậy vạch tội. Chẳng lẽ là vì chuyện của cha nàng? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 23, Thu xếp. Bởi vì cha nàng sắp bị ngự sử buộc tội nên hai tiểu thư nhà họ mới không thèm giao thiệp với nàng. Nàng nhớ kiếp trước cha bị ngôn quan tố cáo cũng vào khoảng thời gian này, không ngờ hôm nay lại gặp người nhờ của ngôn quan ở trịnh gia. Ngôn quan còn gọi là quan ngự sử, là chức quan giám sát, can gián vua, Lão thái thái Chi chính biết được chuyện này cho nên hôm nay mới dẫn nàng tới đây sao? Hai tiểu thư nhà ngự sử rõ ràng cố ý lạnh nhạt nàng, chẳng lẽ nàng phải bắt trước Lâm Phương mặt dày chủ động tới làm thân? Có qua lại với gia quyến của ngự sử không chừng sẽ cải thiện được tình cảnh của cha. Kiếp trước sau khi cha xảy ra chuyện, Tiêu thị thường nói nếu nhà bọn họ quen biết vài trọng thần trong kinh, chí ít cũng có thể tới gõ cửa cầu xin giúp đỡ lâm di cúi đầu suy xét nếu mọi thứ thật sự đơn giản như tiêu thị nghĩ thì tốt rồi chuyện ở phúc ninh đã được mưu tính từ trước trừ phi có người thật lòng đứng về phía nhà họ lâm di khẽ xoắn khăn tay bây giờ cả nhà chỉ có thể dựa vào người khác thôi cứu cha thoát khỏi kiếp nạn thật sự không phải là chuyện dễ dàng lâm di rời mắt tiếp tục trò chuyện với hai vị tiểu thư tề gia nhìn trái phải thấy không có ai chú ý tề ngũ tiểu thư cười nói lần trước muội muội gửi túi hương đến phủ ta và tỷ tỷ mở ra xong thì không biết thắt lại cuối cùng phải cầu cứu ca ca ai ngờ ca ca cũng bó tay hôm sau phải mang tới quốc tử giám mới học được cách thắt như vậy cầm túi hương đến quốc tử giám không biết phụ thân biết được chuyện này hồi nào trở về liền mắng ca ca mê chơi khiến ta và tỷ tỷ phải qua đó giải vây hộ Tề ngũ tiểu thư thở dài, phụ thân quản giáo ca ca quá nghiêm, cả ngày chỉ được qua lại giữa quốc tử giám và thư phòng thôi, lười biếng một tí sẽ bị khiển trách ngay. Tề tam tiểu thư nói, đành chịu, ai bảo kỳ thi hương là vào năm nay. Phụ thân nói đại lang lâm gia không đến quốc tử giám học cũng có thể đỗ hạng đầu, ca ca mà thi rất chắc khỏi cần về nhà nữa. Cha nàng cũng ngày ngày đốc thúc hoành ca học tập, nhưng một ngày tiên sinh chỉ giảng bài vài canh giờ, Tiên sinh vừa đi hoành ca liền mặc kệ. Ấy vậy mà Hoành ca vẫn than thở học tập quá vất cả. Mỗi khi nhắc đến chuyện học, cha và ca ca vẫn luôn miệng nói hâm mộ các gia đình dòng dõi thư hương, có thể mời thầy tốt nhất cho con cháu từ lúc còn nhỏ. Bây giờ nghe Tề tiểu thư nói vậy, nàng thấy các công tử của gia đình thư hương sống không dễ dàng tí nào. Trong lúc mọi người trò chuyện, hạ nhân của Trịnh gia lần lượt bưng các loại trái cây, điểm tâm và rượu mơ lên các vị tiểu thư trịnh gia cũng tới trò chuyện cùng. Lâm Phương nóng lòng hỏi thăm trịnh thất tiểu thư, tức con gái duy nhất của quận chúa. Con gái của trịnh nhị thái thái là trịnh ngũ tiểu thư cười nói, thất muội muội không được khỏe nên không ra mặt, hôm nay sẽ do chúng ta tiếp đãi các tỷ muội. Tiền viện đang tổ chức thi đá cầu, chúng ta không tiện ra xem, để ta cho người đi lấy con quay với cầu hoa tới, chúng ta cùng chơi. Nghe nói tiền viện có đá cầu, Mắt chúng tiểu thư đều sáng rực lên, chẳng qua tiền viện không phải là nơi các tiểu thư khuê các như bọn họ có thể tới. Trịnh tứ tiểu thư cũng đề nghị mở hội thi thơ, cho người gọi nhạc nương tới gảy đàn, tất cả truyền hoa lụa, nhạc hết hoa lụa ở trong tay người nào thì người đó phải giúp để treo dán trên mũi tên hoa, dựa theo đó mà làm một bài thơ, còn phải uống một chén rượu mật ong. Tuy rượu mật ong khá nhẹ, nhưng khó tránh được chuyện có người thấy dễ uống liền uống nhiều các tiểu thư trịnh gia sợ khách bị say nên gọi nha hoàn bà tử tháp tùng mọi người vào vườn ngắm cảnh cho tan rượu. Lần đầu tiên đến trịnh gia, Lâm Phương vốn định làm thân với các tiểu thư nhà họ trịnh nhưng rốt cuộc vẫn thua mấy vị tiểu thư thường xuyên qua lại với trịnh gia, chẳng mấy chốc đã bị gạt sang một bên. Vừa hay trong vườn có gió, gã sai vặt lấy diều ra, một lát sau chúng anh yến đều ngẩng đầu ngó lên bầu trời xanh thăm thẳm. Diều càng bay càng cao, có mấy người đuổi theo con diều đi về phía bắc vườn hoa. Lâm Di, hai tiểu thư tề gia, Lâm Phương, hai tiểu thư nhà ngự sử, Ngụy Tam tiểu thư và Trịnh Tứ tiểu thư đều ngồi lại thưởng trà ngắm hoa. Mọi người đang nói chuyện thì tề tam tiểu thư che miệng cười nói, Ngụy Tam tiểu thư đang ngả ngả dựa vào núi đá cười ngờ nghịch kìa. Trịnh tứ tiểu thư nghe vậy liền vội vàng dẫn nha hoàn đi qua xem, quả nhiên nhìn thấy ngụy tam tiểu thư đang nhìn chăm chằm bụi hoa trên đất cười không ngừng khiến nha hoàn bên cạnh sợ đến luống cuống tay chân trịnh tứ tiểu thư khó xử nói làm sao bây giờ nha hoàn ngụy ra cuống quýt nài nỉ xin chư vị tiểu thư đừng để lộ chuyện này nếu không thái thái nhà chúng tôi chắc chắn sẽ phạt tiểu thư ngụy tam tiểu thư ban nãy rút chúng năm lần lần nào cũng phải uống Mọi người thấy rượu mật ong uống không say được nên cũng để nàng đi theo dạo vườn, chẳng ngờ vừa rồi còn không sao, vào vườn gặp gió mới bắt đầu say. Trịnh Tứ tiểu thư nhìn sang vườn hồng cạnh đó, bằng không đưa Ngụy Tam tiểu thư sang đó nghỉ ngơi đi. Nhà Hoàn Ngụy ra vội vàng tạ ơn, như vậy cũng được à. Trịnh Tứ tiểu thư vội vàng đỡ Ngụy Tam tiểu thư đi sang vườn hồng ngồi. Trịnh Tứ tiểu thư vừa đi khỏi, các tiểu thư hợp ý nhau liền tách nhóm ngồi riêng. Thất tiểu thư nhà hải ngự sử, nhị tiểu thư nhà thôi ngự sử đứng dậy đi vào đình đối thơ, càng nói càng rôm giả. Lâm Phương vừa rồi trổ tài chưa thấy đủ nên cũng vội vàng đi theo. Lâm Di và hai tiểu thư tề ra nói chuyện thêm một lát, tề tam tiểu thư mới bảo, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện đi, ta sắp bị giọng nói chua luet của bọn họ làm cho điếc tai rồi. Hoa đã truyền, thơ cũng làm, còn ở đó bày đặt. Tề ngũ tiểu thư trừng mắt với tề tam tiểu thư rồi liếc về phía lâm di. Tề tam tiểu thư thẳng thắn nói, ngũ muội muội chớ trừng mắt với ta, ta vốn không ưa dáng vẻ ẻo ợt của trần tứ tiểu thư trước giờ rồi. Thấy lâm di không tỏ thái độ gì, tề tam tiểu thư nói tiếp, trần lục tiểu thư có tức giận đâu, muội muội lo cái gì chứ. Tề ngũ tiểu thư che miệng cười nói, xem tỉ tỉ của ta kìa, đúng là không biết nói sao luôn bên này nhóm lâm di đang cười đùa thì trong đình chợt vọng ra tiếng đồ sứ bị đập vỡ mọi người kinh ngạc nhìn sang thì thấy hải thất tiểu thư đang chống nạnh nhìn lâm phương lâm phương tức giận lắp bắp nói cô cho rằng cô là ai ở đây là phủ của quận chúa cô cho rằng cô là chủ nhân à hải thất tiểu thư cười nhạo rõ ràng thơ không ra thơ còn không cho người ta nói Ta thấy cô hình như cũng say giống như Ngụy Tam tiểu thư mất rồi. Vừa nói nàng ta vừa phẩy tay, "Mau đi nghỉ đi, mất công người khác lại nói là ta bắt nạt cô." Lâm Phương dĩ nhiên không nuốt nổi cơn tức này, cô nói thơ của ai không giống thơ hả? Nói tới đây nàng ta cười khẩy, mặt ngoài là danh môn khuê tú, nhưng thật ra cũng chỉ là gia đình thất thế thôi. Thấy Lâm Phương và Hải Thất tiểu thư sắp sửa đánh nhau đến nơi, lâm di và tề tam tiểu thư tề ngũ tiểu thư đứng dậy đi vào đình miệng lưỡi hải thất tiểu thư lanh lợi lâm phương nói không lại thì giận tới run rẩy ta chọc tới cô hồi nào hả từ đầu rõ ràng là cô cố tình gây hấn với ta hải thất tiểu thư cười nói xem ra cũng tự nhận ra được ai bảo mấy người là người trần gia chứ trần gia thì sao lâm di kéo lâm phương tới bên cạnh hải thất tiểu thư có ý gì mặt hải thất tiểu thư đã đỏ bừng, hiển nhiên vừa rồi cũng uống không ít rượu mật ong nên bây giờ mới quá khích như vậy. Hải thất tiểu thư không phải đang nhằm vào tứ tỷ của ta, mà thật ra muốn nhằm vào ta mới đúng. Hải thất tiểu thư ngẩng đầu nhìn lâm di, mỗi lần nàng ta muốn chế giễu trần lục tiểu thư đều bắt gặp ánh mắt lãnh đạm, cao ngạo không sợ hãi bất kỳ ai này. Ánh mắt kia tựa như một chậu nước lạnh xối thẳng lên người, khiến nàng ta sau khi thấy dùng mình vì lạnh thì càng thêm tức giận. Có biết ta là ai không? Tiểu thư nhà Hải ngự sử Lâm Di nhẹ nhàng đáp. Cô lớn lên ở Phúc Ninh thì có biết ngự sử chuyên làm gì không? Lâm Di chưa kịp đáp, Tề Tam tiểu thư cạnh đó đã không nhịn được lên tiếng. Lần này Hải Thất tiểu thư lại muốn tố cáo ai nữa đây? Hải Thất tiểu thư đứng thẳng lưng, ném một cái nhìn khinh miệt về phía Lâm Di hàm ý vô cùng rõ ràng lâm di nhướng mày e rằng phải khiến thất tiểu thư thất vọng rồi ta là nữ giới khuê các không phải sĩ phu trên triều tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư nghe vậy đều mỉm cười mặt hải thất tiểu thư hết xanh lại tím nàng ta tức tối rậm chân tiểu thư nhà thôi ngự sử tiến lên bênh vực trần lục tiểu thư đừng đắc ý thái quá ngự sử dĩ nhiên không quản lý phụ nữ trẻ em nhưng cô cũng phải biết là dạo gần đây số gia quyến bị đẩy tới Ninh Cổ Tháp đã nhiều đến đếm không xuể rồi. Ninh Cổ Tháp, Ninh Cổ Tháp là khu biên cương trọng điểm ở biên giới phía đông bắc dưới thời thanh, nay thuộc địa phận tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Tương truyền rằng, khí hậu Ninh Cổ Tháp dị thường, môi trường khắc nghiệt, cỏ cây, ngũ cốc không thể sinh trưởng. Bởi vậy, con dân Đại Thanh luôn tâm niệm, bị lưu đày tới Ninh Cổ Tháp, chẳng khác gì chịu án tử hình. Lâm Di tiến lên hai bước, hơi cúi người, hải thất tiểu thư nhất thời lộ vẻ vui mừng. Triều đại hiện giờ kính trọng môn quan, bất kỳ ai cũng không dám lỗ mãng trước mặt ngự sử. Tỷ tỷ nói rất đúng, cho nên chúng ta mới phải càng thêm chú trọng lời ăn tiếng nói. Màu áo hồng đào của Lâm Di ánh lên như nắng chiều giữa trời, môi điểm nụ cười khẽ, ánh mắt trong trẻo trắng đen rõ ràng. Hải thất tiểu thư sững người một lúc mới hồi thần, Trần Lục tiểu thư làm gì có ý xin lỗi, rõ ràng là đang châm biếm, ngươi. Biết vậy nhưng nhất thời nàng ta không tìm ra chỗ bắt lỗi lâm gì. Xảy ra chuyện gì? Dưới bậc thang vọng tới giọng nữ trong trèo, tất cả vội vàng quay đầu lại. Đứng trên con đường mòn trải đá là một vị tiểu thư mặc áo giao lĩnh màu xanh váy xòe kiểu đuôi phượng, đang ngước lên nhìn mọi người trong đình. Chàng trai bên cạnh mặc trường bào màu lam nhạt, đầu vai phải thêu hoa văn chìm kéo dài xuống tận vạt, hông đeo đai màu tùng hương khảm ngọc, dáng người cao lớn, nụ cười mỉm rất khẽ trên khuôn mặt ôn hòa dưới ánh nắng khiến người khác trói mắt, tim tan chảy như băng tuyết gặp ánh mặt trời. Thất tiểu thư, tề tam tiểu thư lên tiếng đầu tiên. Trịnh thất tiểu thư, con gái của quận chúa. Trịnh thất tiểu thư chưa kịp mở miệng thì mọi người chợt nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gõ thanh la ồn ào, tiếng người hô hoán ẩm ĩ, cùng với tiếng chân chạy dồn dập có trộm. Mau, mau bắt lại, đừng để nó chạy mất. Thập cửu thúc, trịnh thất tiểu thư kêu lên. Chàng trai kia căn dặn bà tử đứng cạnh, chú ý trông nom các vị tiểu thư. Bà tử kia không dám chậm trễ, vội vàng vâng một tiếng. Sau đó chàng trai kia quay người đi ra ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio chương 24, hỏa hoạn. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong vườn lại có trộm chạy vào? Hạ nhân trịnh ra cuống cuồng hộ tống các vị tiểu thư trở lại sảnh tiếp khách. Cũng may các vị phu nhân thái thái bận hỏi thăm chuyện trộm đột nhập nên không có gọi con gái mình tới kiểm tra, bằng không nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề. Hải thất tiểu thư tức giận ngồi xuống uống trà, uống cạn một tách trà bích loa xuân thì cũng dần dần bình tĩnh lại bọn họ tới phủ huệ hòa quận chúa làm khách. Nàng ta nói mấy lời như vậy với Trần Tiểu Thư quả có hơi thất lễ. Có điều Trần Lục Tiểu Thư thật sự khiến người khách tức chết đi được. Hai Tiểu Thư tề ra trước giờ không thân thiện với nhóm nàng ta, cho nên cũng hùa với con nhỏ tới từ nông thôn kia. Nàng ta chỉ muốn bóng gió châm chọc mấy câu cho bỏ ghét, cứ tưởng Trần Lục Tiểu Thư nghe xong cũng cho qua, ai ngờ bị mỉa mai ngược lại chưa kể lần này còn bị con gái của huệ hòa quận chúa là trịnh thất tiểu thư nghe thấy mặc kệ hải thất tiểu thư ngồi một mình tự tức tối người trong phòng đều nhón chân trông ngóng muốn biết xem kẻ gian kia làm thế nào mà lẻn vào phủ trịnh gia được tin tức lần lượt được đưa tới thì ra là từ gánh hát trịnh gia mời tới kẻ gian hẳn theo chân gánh hát trà trộn vào phủ tề tam tiểu thư và tề ngũ tiểu thư kéo lâm di ngồi xuống cạnh tề nhị thái thái cùng lắng nghe người hầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Nếu không có bà tử quản sự đi lấy áo khoác cho quận chúa nên ngang qua tàng thư các nghe được tiếng động khả nghi, kẻ gian kia hẳn đã gói ghém tranh thơ âm thầm chuồn mất rồi. Tề ngũ tiểu thư ôm ngực, làm sợ hết hồn. Tề nhị thái thái hiền từ mỉm cười, ừ, mấy người chỗ mẹ cũng giật nảy mình. Trịnh gia nuôi không ít hạ nhân, thoáng cái đã bắt được kẻ gian chói đưa tới chỗ quan phủ, người trong sảnh tiếp khách nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm giải quyết xong chuyện bên ngoài mọi người mới phát hiện bầu không khí trong sảnh có gì đó hơi là lạ điền thị phát hiện mắt lâm phương hơi đỏ thì thấp giọng hỏi chưa hỏi thì thôi vừa hỏi thì nước mắt lâm phương liền rơi lã chã điền thị tỏ vẻ khó hiểu lâm phương nhanh như cắt liếc về phía hai tiểu thương ngự sử cắn chặt môi sau đó bốn phía cũng dần ồn ào tiếng bàn luận trở lại đây là Trần Lục Tiểu Thư sao? Trịnh Thất Tiểu Thư tươi cười ngồi xuống cạnh Lâm Di. Trịnh Thất Tiểu Thư là con gái của Huệ Hòa Quận Chúa, thân phận cao quý hơn so với các Tiểu Thư nhà khác nhưng lại không hề phách lối. Thần Thái lúc nói chuyện rất thẳng thắn, hào sảng, lúc ở vườn hoa ta có nhìn thấy túi thơm tỉ làm, ta muốn hỏi đấy có phải là khóa lỗ ban hay không? Lâm Di lấy túi thơm đeo bên hông cho Trịnh Thất Tiểu Thư xem càng nhìn mắt trịnh thất tiểu thư càng sáng hơn, tỉ tỉ thật khéo tay. Vừa nói nàng vừa đưa túi hương lên mũi người, đây là mùi hương gì? Lâm Di cười nói, là hoa hạnh. Hoa hạnh, trịnh thất tiểu thư cười đến hai mắt cong cong, thảo nào mùi thanh mát như vậy. Dứt lời nàng lại đưa lên mũi người, sau đó chôn mũi nói với Lâm Di, huân hương trong nhà ta không phải là hương quý phi thì cũng là hương lan mật, ban đầu còn thấy thích, nhưng bây giờ lại ưa không nổi nữa. Còn mùi hoa thanh mát trong túi hương của tỷ tỷ thì người mãi vẫn không chán. Lâm Di cười nói, nếu muội thích, hôm khác ta sẽ làm một cái mới rồi gửi sang. Hai người vừa nói tới đây, ngoài cửa chợt có bà tử quản sự bước vào, đã bắt được kẻ gian, phu nhân và các tiểu thư không cần lo lắng nữa. Không khí trong phòng lập tức trở nên rộn ràng hơn. Lâm Di không nhìn thấy lão thái thái chi chính nên hỏi thăm Trịnh Thất tiểu thư. Trịnh Thất tiểu thư cười nói, Trần lão thái thái đang ở trong phòng tổ mẫu. Nàng bỗng hỏi, tỷ tỷ có muốn đến đó không? Lâm Di gật đầu, đã không thấy bá tổ mẫu một lúc rồi. Trịnh Thất tiểu thư kéo tay Lâm Di, vậy ta đưa tỷ qua đó. Lâm Di nói với Trần Nghị Thái Thái điển thị một tiếng rồi để trịnh thất tiểu thư kéo ra cửa trong ánh mắt ghen tị của Lâm Phương. Điền thị cũng hơi bất ngờ, tại sao con gái của quận chúa lại tốt với Lâm Di như vậy? Bà ta liếc sang Lâm Phương, ánh mắt Lâm Phương có hơi tránh né. Lúc ở trong vườn hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Chúng phu nhân thái thái trong sảnh nhìn như đang ung dung cười đùa nhưng ánh mắt đều đầy tính toán riêng. Sau khi Lâm Di theo trịnh thất tiểu thư ra ngoài, Điền Thị cũng dẫn Lâm Phương ra vườn hóng mát. Đi tới một góc khuất, Điền Thị thấp giọng hỏi, con sao vậy? Nghe thấy Điền Thị hỏi, Lâm Phương lập tức bật khóc tức tưởi. mẹ, hải tiểu thư khinh người quá đáng. Điền Thị cuống cuồng lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Lâm Phương, từ từ nói, các con xảy ra tranh chấp à? Hải tiểu thư miệt thị con hay lục muội muội của con? Hải tiểu thư sẽ không vô duyên vơ cớ gây hấn với Lâm Phương. Là con, nhưng sau đó lục muội muội tới bênh vực con rồi đôi co với hải tiểu thư vài câu, đúng lúc bị trịnh tiểu thư và một. Bắt gặp, Lâm Phương khóc đến nước mắt nước mũi đầm đìa. Điền thị ngạc nhiên khi nghe nói Lâm Di ra mặt bênh vực Lâm Phương, vậy ai là người có lỗi? Có phải do Lâm Di thất lễ nên liên lụy tới Lâm Phương? Lâm Phương ngẩng đầu lên, Dĩ nhiên là lỗi của Hải tiểu thư, cô ta vô duyên vô cớ gây sự. Điền thị nhẩm lại một lượt những câu nói đứt đoạn của Lâm Phương trong đầu, Hải đại nhân là giám sát ngự sử, Hải đại thái thái vừa rồi còn vui vẻ nói chuyện nhà với bà ta, nếu Hải gia có thành kiến với bọn họ bà ta nhất định nhìn ra được, chỉ khi nhắc tới Tam thúc, ánh mắt của Hải đại thái thái mới. Thế nên người mà Hải tiểu thư nhằm vào là Lâm Di mới đúng, Lâm Phương xử sự thỏa đáng. Tuyệt đối không có chuyện để bị người ta bắt lỗi. Lau nước mắt đi, Điền thị thấp giọng nói, đông người ở cùng nhau khó tránh khỏi xung đột, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Phương còn muốn nói gì, Điền thị lại lắc đầu, quan trọng là tương lai. Tương lai có tốt hay không? Lâm Phương thút thít hai tiếng nữa rồi nín khóc, mở mắt mong chờ nhìn Điền thị. Mẹ sẽ dẫn con qua nói chuyện với Hải tiểu thư. Con và Hải tiểu thư có xung đột cũng đều tại Lâm Di. Vừa nói điền thị vừa chỉnh lại tóc cho Lâm Phương, con là tỷ tỷ, muốn che chở cho muội muội nên mới đôi co với Hải tiểu thư mấy câu, nguyên nhân nhất định đều là do Lâm Di, con là một đứa bé chân thành, dịu dàng. Lâm Phương cắn môi, nhưng Trịnh Thất tiểu thư. Trịnh Thất tiểu thư nhỏ tuổi hơn Lâm Di, không hiểu chuyện cũng chẳng có gì kỳ quái, quan trọng là phải xem quận chúa nghĩ thế nào. Ai có lỗi chúng ta đều không quan tâm, quan trọng là tránh đừng để dây vào. Làm vậy thì bất kể kết quả nghiêng về bên nào cũng không liên lụy tới bọn họ, sau khi trở về lão thái thái có thể phạt Lâm Di sau. Lâm Phương rốt cuộc cũng hiểu được, cuống quýt gật đầu, mẹ nói tới đây con mới nhớ, Hải tiểu thư rõ ràng nói về lục muội muội trước, con chỉ biện bạch mấy câu thôi. Điền thị ôm Lâm Phương vào lòng, con gái ngoan, con phải chịu uất ức rồi. Điền Thị và Lâm Phương trở lại sảnh tiếp khách. Trịnh thất tiểu thư dẫn Lâm Di đi qua cửa đông chạm chỗ hoa văn hình rơi tiến vào chủ viện. Vài nhà đầu bà tử đang tụ tập cho đàn thủy cầm của trịnh lão phu nhân ăn. Trịnh lão phu nhân muốn nói chuyện với Trần lão thái thái nên đều cho tất cả người trong phòng lui ra, chỉ để lại thái anh và bạch thược hầu hạ. Vừa rồi bà tử vào báo có kẻ gian, trịnh lão phu nhân đã cho thái anh và bạch thược ra ngoài hỏi thăm tình hình. Thái anh, bạch thược hỏi thăm được kẻ gian trà trộn vào gánh hát hiện đã bị bắt thì định trở về bẩm báo vừa hay nhìn thấy trịnh thất tiểu thư thái anh bạch thược và mấy nha đầu nhanh nhẹn cúi đầu chào trịnh thất tiểu thư và lâm di trịnh thất tiểu thư cười hỏi tổ mẫu ta và lão tổ tông trần gia đang ở trong phòng phải không thái anh cười đáp vâng ạ à, còn đuổi hết chúng tôi ra ngoài trịnh thất tiểu thư bảo thái anh tỉ tỉ vào nói một tiếng với tổ mẫu là có ta và Trần Lục tiểu thư đến. Thái Anh cúi người, vừa định quay người đi thì chợt nghe Trần Lục tiểu thư hỏi, mùi gì vậy? Có người đang đốt cỏ dại trong vườn sao? Mọi người quay đầu tìm nơi có khói, một tiểu nha đầu bắt gặp có một bóng người lén la lén lút chạy về phía lối đi lát đá xanh, lập tức hét ầm lên. Tất cả theo tiếng nhìn sang, đều không rõ đã xảy ra chuyện gì tiểu nha đầu há miệng lắp bắp, vẫn còn. Kẻ gian, vẫn còn. Thái Anh cuốn quýt ra lệnh cho bà tử trong viện, nhanh đi báo tin, trong nội viện vẫn còn kẻ gian. Bà tử kia lập tức đi ngay, Thái Anh còn đang suy nghĩ xem có nên đóng cửa lại hay không thì nghe thấy Bạch Thược chỉ tay vào chủ viện, kêu lên, đằng kia. Xảy ra hỏa hoạn rồi. Bấy giờ mọi người mới nhìn thấy ngọn lửa bốc lên, Thái Anh suýt ngất, trong viện của lão phu nhân có một gian nhà tranh hướng về phía đông, mái nhà được lợp bằng liễu rũ. Lão phu nhân còn cho trồng thêm hàng liễu dọc hai bên hồ dẫn đến nhà tranh, tăng thêm cảnh sắc tao nhã cho phủ. Ai ngờ cỏ tranh dễ bắt lửa, thoáng cái ngọn lửa đã bốc cao, các nha hoàn trong viện chưa từng chứng kiến cảnh tượng này đều sững người. Nhà hoàn nhỏ tuổi hơn thì đã sợ đến nỗi run chân ngồi bệt xuống đất. Chỉ sững người một lát, trong viện đã cuồn cuộn khói đen, Trịnh thất tiểu thư cảm thấy Lâm Di rút tay ra khỏi tay mình, nói to, còn trần chờ cái gì. Lão phu nhân và tổ mẫu đều còn trong phòng, mau vào cứu người. Bà tử trong viện đều ra ngoài hỗ trợ bắt kẻ gian hay đi báo tin, bây giờ chỉ còn lại mấy nha hoàn chừng 8-9 tuổi, lớn nhất cũng chỉ mới mười mấy, có mấy ai dám chạy về phía khói mù dày đặc. Thái Anh, bạch thược và vài nha đầu lớn tuổi hơn đều lo sợ không biết có thể đỡ hai vị lão thái thái ra ngoài không huống chi bệnh ho của trần lão thái thái còn chưa khỏi hẳn làm sao chịu đựng nổi nhiều khói như vậy lâm di nghĩ tới đây liền kéo trịnh thất tiểu thư giao cho mấy tiểu nha hoàn đứng cạnh đó trịnh thất tiểu thư còn chưa hồi hồn lâm di đã quay người đi theo đám người thái anh vào chủ viện khói dày đặc sộc thẳng vào mắt và mũi khiến lâm di nhớ đến đêm tân hôm kiếp trước bất kể nàng có thở dốc thế nào ngực vẫn nặng trịch, phổi đau đớn như muốn nổ tung. Sau khi sống lại, nàng vẫn không có đủ dũng khí để nhớ lại mọi chuyện đêm đó, nếu không vì biết lão thái thái chi chính còn ở trong đó, hẳn nàng cũng ngây người giống đám tiểu nha hoàn ngoài kia. Nhưng nàng biết lão thái thái chi chính vì cha và nàng mới đến trịnh gia dự tiệc, vì phần ân tình này nàng nhất định phải dẹp nỗi sợ hãi sang một bên mỗi lần mơ thấy trận hỏa hoạn ở kiếp trước lâm di đều nghiền ngẫm cách để sống sót phải ngồi xổm xuống đưa tay che miệng và mũi không ngờ kiếp này cũng có ngày nàng cần dùng tới những biện pháp đó rõ ràng khoảng cách chỉ có mấy bước nhưng di chuyển trong tư thế ngồi xổm vô cùng khó khăn chật vật mò được tới gian giữa nàng liền nghe thấy tiếng ho khan dữ dội qua màn khói cũng mơ hồ thấy được bóng người lâm di mừng rỡ đi tới đỡ lão thái thái chi chính có điều mới ghé người đỡ nàng suýt nữa đã ngã nhào. Lão thái thái ho nhiều kiệt sức nên toàn bộ trọng lượng đều đổ dồn lên người nàng. Lâm Di và Bạch Thược một trái một phải đỡ lão thái thái chi chính, đi xuyên qua màn khói ra ngoài. Càng gần cửa khói càng mạnh, thêm bị gió thổi khiến Lâm Di chảy nước mắt giàn rùa, hai chân càng lúc càng vô lực, gần như không đứng được nữa. Nhưng rồi nàng thấy nơi khuỷu tay như bị ai đó chạm vào, cổ tay cũng bị nắm khẽ, sau đó cả người chợt nhẹ hẫng, thoáng cái đã nhảy ra tới bên ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 25, được lợi. Bước ra khỏi phòng vài bước, Lâm Di liền hít được không khí trong lành, nha hoàn trong sân lập tức chạy tới. Lâm Di mãi lau nước mắt trên mặt, đến khi nhìn lại bên cạnh thì đã không còn thấy bóng dáng của người vừa đỡ nàng. Vừa rồi chỉ thoáng nhìn được một vóc dáng cao giáo, đường nét sáng sủa, hình như là thập cửu thúc trong lời của trịnh thất tiểu thư. Đứng hàng thứ 19 trong một gia tộc lớn như trịnh gia. Không biết có phải là người của chi thứ hai trong gia tộc hay không? Lâm Di cũng chỉ thắc mắc đúng một giây, sau đó liền vội vàng quay sang đỡ lão thái thái chi chính. Thấy lão thái thái chi chính vẫn nhắm chặt mắt, không ngừng ho khan, Lâm Di tiến lên vỗ vỗ lưng cho bà, Thái Anh hối hả dục đám nha hoàn đi mời Huệ Hòa quận chúa và Lang Trung, Trịnh gia vốn yên tĩnh hiện giờ lại náo loạn ầm ý. Hay tin hạp tụ đường của Trịnh lão phu nhân bị cháy, trên dưới Trịnh gia đều sợ hãi cực độ. Già trẻ của Trịnh gia để khách khứa lại trong sảnh, trực tiếp chạy tới hạp tụ đường thăm Trịnh lão phu nhân. Hạp tụ đường đã bị cháy nên hạ nhân đỡ Trịnh lão phu nhân và Trần lão thái thái sang cúc vu cạnh đó nhà vu là nhà nhỏ đối diện với hai bên nhà chính. Trịnh lão phu nhân chỉ ho khan vài tiếng rồi thôi, nhưng Trần lão thái thái bình thường đã yếu, giờ bị sặc khói sặc nên là lại tái phát bệnh cũ. Cũng may trịnh gia có thuốc quý trong cung ban thường, hòa với nước uống xong sắc mặt Trần lão thái thái mới dần tươi tỉnh trở lại. Ngự y nhanh chóng được mời đến, được tin hai lão thái thái vẫn ổn thì trên dưới trịnh gia mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm ngự y ra ngoài kê đơn thuốc trịnh lão gia và trịnh thái thái cũng vội vàng đi theo trong phòng trịnh lão phu nhân ân cần nhìn trần lão thái thái vốn định rủ bà trò chuyện đôi lúc ai ngờ suýt nữa đã hại bà bà rơm rớm nước mắt cũng may bà có đứa cháu gái lanh lợi bằng không ta đã thành tội nhân thiên cổ không còn mặt mũi sống trên đời này nữa trần lão thái thái tựa mình lên chiếc gối dựa bọc gấm tứ xuyên thêu bông cúc vạn thọ màu xanh lá mạ thở dài rồi quay sang nhìn trịnh lão phu nhân, lão tỷ tỷ nói gì vậy? Mấy năm qua đều là ta giữ mãi chuyện kia trong lòng. Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy là tạo hóa trêu ngươi, không liên quan tới lão tỷ tỷ. Hôm nay có thể nói ra hết thật sự thoải mái hơn nhiều, vừa rồi lúc lửa mới bùng lên, nếu không phải lão tỷ tỷ cố lo cho ta thì đã có thể thoát ra ngoài từ sớm rồi. Nói tới đây Trần Lão Thái Thái cũng dớm nước mắt, Ta phải cảm tạ trận hòa hoạn này mới đúng, để ta chân chính thấy được tấm lòng của người bên cạnh. Hai người bạn tốt từ thời còn trong khuê phòng đều xúc động đến không nói nên lời. Cô bé lúc nãy xông vào cứu chúng ta chính là con gái của lão Tam sao? Trịnh lão phu nhân vẫn không quên dáng vẻ mảnh mai nhưng hết sức quả cảm của Trần Lục tiểu thư. Trần lão thái thái gật đầu, "Ừ, ta thích con bé nên nhân tiện dẫn theo." Trịnh lão phu nhân cũng gật gù, vẫn là bà có mắt nhìn, đã lâu không gặp được đứa trẻ nào như con bé này. Bà nhìn Thất Nha đầu nhà ta đi, so với cháu của bà thì thua xa. Nói tới đây, ánh mắt Trần lão thái thái cũng mang theo hy vọng, Thất Nha đầu nhà bà mới tốt, thân phận cao quý nhưng tâm tính hiền lành, con nhỏ đã được nhiều nhà ngấp nghé muốn cưới về rồi. Lục Nha đầu nhà ta không có phúc khí đó, đi theo lão tam đến Phúc Ninh chịu khổ từng ấy năm khó khăn lắm mới trở về kinh thì lại không có ai nâng đỡ. Đăm chiêu một thoáng, bà thở dài, ta đã già, muốn giúp cũng là có lòng nhưng không có sức. Trịnh lão phu nhân nghe ra ý của Trần lão thái thái, mấy năm qua ta cũng rất ít hỏi tới chuyện trong chiều, lão đại thì thôi, miệng kín như bưng. Có điều gần đây ta cũng cảm giác được cục diện trong chiều rất căng thẳng. Trần lão thái thái hừ, lạnh một tiếng, triều đình bị gian thần chi phối, mưa thuận gió hòa được mới lạ. Bà cũng biết chuyện nhà đại cô ra bên ta rồi đấy, cả nhà đang yên đang lành thì bị một đám tiểu nhân hùa vào. Đương nhiên là bà biết chuyện của viên gia, lúc trước vẫn tốt đẹp, sau khi quý phi vào cung hoàng thượng liền thay đổi. Trịnh lão phu nhân bỗng nghĩ tới một chuyện, ta nghe nói Hàn Lâm Viện mới có một vị được điều tới từ Kim Lăng, hiện giờ là hồng nhân bên cạnh hoàng thượng. Nghe nói người nọ có họ hàng xa với Lâm gia, hẳn sẽ nói tốt cho lâm gia sao bà không bảo viên ra mượn cơ hội này xin lật lại bản án trần lão thái thái cũng từng nghĩ tới chuyện nhờ cậy lâm gia nhưng nhớ tới chuyện lâm gia tính kế với lâm di bà không khỏi cười khẩy lâm gia đòi hỏi cao nhà ta không với tới trịnh lão phu nhân cũng không tiện hỏi thêm hai người đang nói chuyện thì rèm được vén lên trịnh thất tiểu thư bước vào tổ mẫu và lão thái thái thấy sao rồi ạ à? vừa nói cô nhóc vừa nhào vào lòng trịnh lão phu nhân òa khóc trịnh lão phu nhân kéo trịnh thất tiểu thư dậy ta vẫn khỏe không thấy sao cháu đừng đau lòng nữa trịnh thất tiểu thư thút thít một hồi mới xấu hổ ngẩng lên nhìn trần lão thái thái cháu gái vô dụng không như lâm di tỉ tỉ dám xông vào nhà cứu tổ mẫu lúc ấy cô bé bị dọa đến choáng váng lúc hồi thần cũng muốn xông vào nhưng lại bị đám tiểu nha hoàn kéo lại Trần lão thái thái cười nói, dù sao Lục Nha đầu cũng lớn tuổi hơn cháu. Không phải do tuổi tác, là do cô bé không đủ cam đảm, khi ấy suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô bé chính là bảo hạ nhân vào cứu chứ không phải tự mình vào. Trịnh Thất tiểu thư rưng rưng nước mắt, Lâm Di tỷ tỷ là người tốt nhất cháu từng gặp. Nói tới đây, cô bé chợt tức giận, mấy tiểu thư mắt cao hơn đầu kia một ngón chân cũng không bằng được Lâm Di tỷ tỷ mà còn ra vẻ ta đây. Câu này như muốn ám chỉ gì đó. Trịnh lão phu nhân và Trần lão thái thái liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu hỏi nhỏ, bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì? Trịnh Thất tiểu thư lập tức kể lại, lúc đi dạo trong vườn cháu bắt gặp tiểu thư nhà ngự sử nói muốn Đài Lâm Di tỷ tỷ đến Ninh Cổ tháp. Đài đi Ninh Cổ tháp là chuyện cười có thể mang ra nói giữa các tiểu thư thế ra sao? Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Trịnh Thất tiểu thư, Trần lão thái thái lập tức hiểu ra, không khỏi cười lạnh, bao nhiêu năm không ra ngoài, hôm nay bà lão này quả thật đã được mở mang tầm mắt. Vừa nói bà vừa mắt nhìn Trịnh lão phu nhân, còn tiếp tục như vậy thì ngay cả lão tỷ tỷ cũng không theo kịp tình hình đấy. Ý trong lời, bây giờ Trịnh gia bình yên vô sự, nhưng chưa biết chừng về sau cũng sẽ bị người khác kiềm chế. Trần lão thái thái lớn tuổi nhưng ăn nói vẫn vô cùng sắc bén. Trần Lão Thái Thái bảo Bạch Thược, gọi Lục Tiểu Thư tới đây cho ta hỏi chuyện. Trong phòng Lâm Phương u oán nhìn Lâm Di, sao Lục muội muội lại tới đúng lúc như vậy? Hẳn là hỏi chuyện nàng cứu Lão Thái Thái chi chính ra khỏi đám cháy mới. Lâm Di nói, vừa rồi Trịnh nhị Thái Thái đã nói, tỷ tỷ không nghe thấy sao? Là kẻ gian muốn chạy trốn nên mới phóng hỏa. Người trịnh gia bận dập lửa, gã mới có thể nhân cơ hội thoát thân. Lâm Phương lập tức im bặt, chớp chớp mắt, Ân cần đưa tay giúp Lâm Di chỉnh sửa lại y phục, muội cũng gan thật, dám xông vào đám cháy. Lâm Di khẽ mỉm cười, đổi lại là tứ tỷ, tứ tỷ cũng sẽ làm vậy thôi. Lâm Phương thoáng ngẩn ra, sau đó ngượng ngùng cười, nói cũng đúng. Hai người nói tới đây thì Huệ Hòa quận chúa và Điền thị cầm thuốc bước vào. Điền thị kéo Lâm Di qua tỉ mỉ xem xét, có bị thương chỗ nào không? lâm di lắc đầu điền thị khẽ thở ra rồi rất tự nhiên ôm lâm di vào lòng con bé này thật là khiến ta sợ muốn chết phong thái mẹ hiền không thừa cũng không thiếu lấy một phân cho dù là tiêu thị ở đây cũng không hơn được thế này huệ hòa quận chúa hiển nhiên rất thích điền thị cũng may không có chuyện gì điền thị gật đầu đều nhờ trịnh lão phu nhân và quận chúa thường xuyên tích phúc làm điều thiện nên hôm nay mới có thể bình an tai qua nạn khỏi chỉ một câu đã khéo léo phủi sạch trách nhiệm giúp trịnh gia đổi thành là tai họa trời giáng khiến huệ hòa quận chúa dễ chịu hơn nhiều nói tới chuyện làm phúc tích đức công sức mấy năm nay của huệ hòa quận chúa cũng coi như không uổng phí trong yến hội do quận chúa tổ chức xảy ra chuyện nói theo cách này thì quận chúa chẳng những không có lỗi mà ngược lại còn có công nghe điền thị khéo miệng nói mấy câu dễ nghe ánh mắt ảm đạm của huệ hòa quận chúa quả nhiên tươi tỉnh trở lại nói mà rưng rưng nước mắt, tích đức làm điều thiện nhiều năm qua, cuối cùng cũng không uổng phí. Điều thị lại bày ra vẻ mặt từ bi hỷ xả, quận chúa lương thiện, sau này còn sẽ được đền đáp. Huệ hòa quận chúa quả nhiên theo đó niệm một câu kinh Phật. Hai người nói Phật ngữ qua lại, những người khác thì đều đờ mặt không hiểu, chỉ có Lâm Phương là tươi cười lắng nghe như được tắm gió xuân huệ hòa quận chúa định hỏi chuyện lâm di cứu trần lão thái thái mà bây giờ cũng quên bẵng điền thị lại thành công trở thành ân nhân của huệ hòa quận chúa lâm di ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt như bồ tát của điền thị nhị bá mẫu đang giảng kinh mười điều thiện điền thị mỉm cười đưa tay lau vết ám khói ở khóe mắt lâm di đúng rồi sau này cháu và tứ tỷ cháu trưởng thành phải noi gương huệ hòa quận chúa năng làm việc thiện một chút điền thị vừa dứt lời thì bạch thược tới gọi lâm di lão thái thái mời lục tiểu thư qua ạ à? chắc là muốn đích thân hỏi nàng chuyện ở vườn hoa đây lâm di đưa tay kéo điền thị nhị bá mẫu chúng ta cùng đi thăm bá tổ mẫu đi vừa mới ra vẻ trưởng bối hiền lành điền thị dĩ nhiên không thể thoáng cái đã đổi sắc mặt đành cười nói ừ điền thị dẫn lâm phương lâm di vào phòng nhìn thấy Điền Thị và Lâm Phương, Trần Lão Thái Thái ngồi trên giường hơi nhướng mày, thấy Lâm Di khẽ gật đầu với mình mới yên tâm. Điền Thị tiến lên chào hai vị Lão Thái Thái, hỏi han một lượt sức khỏe của hai người mới ngồi xuống trò chuyện. Chỉ lát sau Huệ Hòa quận chúa tự mình bưng thuốc tới trước giường cho Trần Lão Thái Thái, muốn hầu hạ bà uống thuốc. Trần Lão Thái Thái vội vàng khoát tay, làm sao dám phiền tới quận chúa. Huệ Hòa quận chúa tỏ ra áy náy, đều do ta thu xếp không kín kẽ mới để xảy ra chuyện như vậy, khiến lão thái thái bị liên lụy, theo lý ta phải chịu phạt. Lão thái thái không trách mắng là đã thương ta, ta làm chút chuyện này thì có hề gì, lão thái thái không nhận tức là vẫn còn giận ta. Trịnh lão phu nhân cũng nói, hầu hạ trưởng bối vốn là trách nhiệm của vãn bối, bà cứ nhận đi. Trần lão lão nghe vậy mới thở dài nhận lấy chén thuốc trong tay quận chúa, Điền thị ngồi cạnh giường nào dám chậm trễ, vừa thổi thuốc vừa hầu hạ Trần Lão Thái Thái uống hết thuốc. Uống thuốc xong, chờ tất cả mọi người ngồi xuống Trần Lão Thái Thái mới hỏi Lâm Di chuyện xảy ra trong đình. Lâm Di nhất thời ngẩn người, không biết mở lời thế nào. Trịnh thất tiểu thư không nhịn được bảo nàng, tỷ tỷ cứ nói thẳng đi, có hai vị tổ mẫu với mẫu thân muội ở đây, tỷ không cần sợ mấy người đó. Điền thị nhìn Lâm Di, làm như không biết gì, dịu dàng hỏi, đứa trẻ ngoan, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lão Thái Thái Chi chính bây giờ nhắc tới chuyện này hẳn chỉ muốn quận chúa phân xử cho Lâm Di. Nhưng ngay lúc này buộc trịnh gia và quận chúa làm gương so với dọa dẫm tống tiền thì chẳng khác gì nhau. Quận chúa có hiền lành tới đâu đi nữa cũng sẽ khó chịu. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn